Hello, ông Bùi Thanh, người có email là Bùi Thanh 1989. Em có gửi cho anh đó một cái yêu cầu là xem cho vợ chồng em tuổi Mậu Thìn và Kỷ Tỵ. Con trai thì sinh vào ngày 1 tháng 12 năm Quý Tỵ. Thì anh có nghiên cứu sơ về cái tuổi này và đây là cái video anh trả lời em về cái câu hỏi của em. Thì câu hỏi của em thì tương đối nó cũng như câu hỏi của một số người thì nó không có tính riêng tư lắm, cho nên anh cũng làm video anh trả lời. Tại vì cái văn nói nó rất là thuận tiện, cái văn viết rất là nhiều, anh dễ diễn đạt hơn ha. Thì đầu tiên á, là như đã nói là người xưa mà xét vận mệnh của vợ chồng dựa trên đó là bốn yếu tố là mệnh, cung sinh, thiên can và địa chi, thì xét có hợp tuổi vợ chồng hay không. Cái việc hợp tuổi vợ chồng này nó chỉ là một cái mối lương duyên. Vợ chồng thường là một cái mối lương duyên không dễ có, cũng không có dễ gì chối bỏ. Xem tuổi vợ chồng là để biết được cái mặt mạnh này, mặt yếu của cả hai người. Ưu điểm thì mình phát huy, nhược điểm thì mình sửa chữa. Cái gọi là hợp tuổi không đồng nghĩa với một cái con đường trải đầy hoa hồng trong tình cảm vợ chồng cũng như cuộc sống hôn nhân gia đình. Mà không hợp tuổi đâu phải là đầy khó khăn và dấu bể. Bản chất của xem tuổi là để biết mình, biết người, để sống cùng nhau thuận vợ thuận chồng. Khi mà mình thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông nó còn cạn, huống hồ là những cái khó khăn trong cuộc sống mà vợ chồng mình, những cái mà không hợp tuổi nó tạo ra. Cho nên là cái việc hợp tuổi hay không hợp tuổi không quyết định được cái việc mà hạnh phúc của gia đình có lâu dài hay không, và cũng như là không quyết định là cuộc sống của vợ chồng có giàu có hay không. Giàu có hay không là phải thuận vợ thuận chồng, nó chỉ là một yếu tố làm nên cái việc giúp hai vợ chồng có cái cuộc sống ổn định hơn thôi, có lòng vững tâm hơn. Tức là mình không có thấy là mình bị giấy không có khó khăn khăn mình nói, nó chỉ là thử thách mình vượt qua được. Cho nên là đừng có bao giờ mà cuồng tính vào cái việc mà hai vợ chồng không hợp tuổi thì phải ly dị ha. Có những cái tuổi thì không ở với nhau được hoàn toàn thì lúc đó anh sẽ cảnh báo, còn có những cái tuổi mà chỉ là không hợp cái này không hợp cái kia thì nó rất là đơn giản trong cuộc sống. Cuộc sống là được cái này thì sẽ mất cái khác ha. Chừng nào mà hai cái khác cực nhau luôn, để lại gần nhau chỉ để đẩy ra không, thì lúc đó thì anh sẽ cảnh báo. Đầu tiên hết là người 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 chồng Mậu Thìn là con rồng nơi biển cả, tướng mạo thì uy nguyên nhưng mà ngoài thì cương trong nhu, chính trực lương thiện. Người này rất là trọng lời hứa và làm cái gì cũng muốn khua chân khua tay ha, nói chuyện lớn tiếng, làm cái gì cũng muốn làm to làm lớn. Người vợ thì cũng kỹ tị, tức là con rắn ở trong núi lửa, không có tổ nghiệp, cá tính thì kín đáo trầm tĩnh ha, thâm sâu khó đoán. Ngoài mặt lạnh lùng nhưng mà trong lòng thì cực kỳ ấy, nóng 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 nảy. Và là người này đặc biệt là khi yêu hoặc là trong tình cảm gia đình thì sống rất là hết mình, nhưng mà một khi giận rồi thì rất là khó phải, tại vì bản tính của người tuổi Tỵ là nghiêm túc và ghi nhớ rất là lâu ha. Rồi á, là mệnh của hai người á, nam Mậu Thìn với nữ Kỷ Tỵ đều là đại long mộc, một người đại long mộc âm, một người đại long mộc dương, và đây là thuận lẽ. Cho nên hai vợ chồng này kết hợp với nhau đường con cái rất là dễ dàng, muốn đẻ năm nào là đẻ năm đó thôi, đụng vô là đẻ thôi, muốn là đẻ thôi không. Cung sinh á, của hôn nhân nam 1988 á, là cung Đoài, và gái sinh năm 1989 là cung Cấn. Mà trai cung Đoài lấy gái cung Cấn là duyên niên và ổn định về sức khỏe và cuộc sống gia đình. Cái này là rất là tốt cho cái việc gọi là làm ăn, đường con cái về sau. Cho nên là hai vợ chồng này là có hai cái này thôi là tốt rồi, còn đừng nói là tới thiên can địa chi. Thiên can địa chi nó chỉ là một cái nhánh nhỏ hơn thôi ha, nhưng mà thiên can của chữ Kỷ với chữ Mậu lại không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi tuổi Tỵ và Thìn á, thì tự chủ hòa bình nha, không hại không thành, không tương hợp, cho thấy cá tính của hai người này khá độc lập, không tạo nên sự cản trở xung đột lẫn nhau.
trong cuộc sống gia đình có thể dự đoán đây là một gia đình hạnh phúc, cả hai cùng thường xuyên quan tâm đến nhau nhiều hơn, bởi vì có hai cái mặt, hai cuộc sống của hai khác nhau. Bản chất của người tuổi tuổi tỵ thì không ưa những người tuổi rồng, bởi vì người tuổi tỵ thì thâm sâu thâm trầm bình tĩnh, nhưng mà người tuổi rồng thì lại năng nổ, lại sống cuồng nhiệt, và cái điều đó là đôi khi làm trái ngược. Ví dụ như người tuổi tỵ về nhà thì muốn nghe nhạc êm dịu du dương, nhưng mà người tuổi rồng về nhà lại muốn nghe nhạc đùng đùng nha, gì đó sôi động một tí xíu. Thì đó là cái sự đối chọi của người tuổi tỵ và người tuổi tuổi rồng. Cho nên là nếu như anh nhìn vào thì hai cái tuổi của hai vợ chồng không hề tương khắc gì hết, nhưng anh có thể khẳng định hai vợ chồng em cũng rất hay tranh cãi, nhưng tranh cãi những việc vấn đề nhỏ thôi, không có tranh cãi vấn đề lớn được. À, người tuổi rồng thì luôn là người muốn làm chủ gia đình, nhưng người con rắn thì sử dụng cái sự bề mại của mình để nắn cái gia đình theo ý mình. Cho nên đôi khi người tuổi rồng cảm thấy bị gò bó, bị bức ép ha, chứ còn không có việc gì xảy ra nhiều, nhưng mà đâu lại đã vào đấy. Hai cái tuổi này tuy là hai cái con nó, một con đại diện cho địa, một con đại diện cho thiên đường, nhưng mà hai con này kết hợp với nhau trên tử vi phong thủy thì nó ok. Rồi, con của em á, là sinh năm Quý Tỵ, con trai của em sinh năm Quý Tỵ. À, Quý Tỵ này á, nó là mệnh thủy. À, cho nên á, về tương sinh là thủy sinh mộc. À, cho nên là anh nghĩ rằng á, là khi hai đứa sanh đứa này ra thì hai đứa bắt đầu có công việc làm ăn nó ổn định hơn, may mắn hơn trong cuộc sống, và tạo nhiều cái thuận lợi cho cuộc sống như này. Nói nhà lầu xe hơi thì không có, chứ hai đứa đang có khá khá tiền trong năm nay. À, năm nay á, là năm tương sinh, quỳnh tương khắc, sinh xuất là mộc sinh hỏa, cho nên là năm nay cũng nó so về tuổi hai đứa thì anh đã có làm sao vận hạn sáu tháng cuối năm rồi, hai đứa cứ coi vào đó và ứng dụng và làm. Về việc mà em hỏi anh là em muốn sinh thêm một đứa nữa thì sinh vào năm nào tốt ha, thì nếu như là sinh á, thì nếu tốt nhất cho tụi em thì mình là sinh những đứa vào năm thủy, có mệnh thủy, nhưng mà nếu mà chờ tới mệnh thủy thì nó sẽ rất lâu, cho nên là nếu sinh năm mộc vẫn được. À, và năm mộc á, thì năm mộc á, thì có túc, mậu túc tới này, và hợi. Nhưng mà túc á, thì thìn túc sửu mùi là tứ hành xung với người mậu thìn, mà người mậu thìn này á, thì theo anh á, mậu thìn này sẽ là người làm được việc lớn, mộng lớn, giàu có, cho nên là đẻ năm hợi ha, nó sẽ xung với tuổi em một tí, nhưng mà xung với tuổi mẹ thì rất là dễ dàng trong cuộc sống gia đình thôi. Nếu năm hợi thì năm hợi mệnh mộc dần thân tỵ hợi, thì nó sẽ là năm xung của tỵ với hợi, nó sẽ lục xung với em. Nhưng mà lục xung với về địa chi thì con cái mà lục xung với cha mẹ về địa chi thì không có vấn đề gì nhiều hết, chủ yếu là mệnh và thiên can. Thì nếu như mà để vào năm đó thì sẽ tốt hơn. Năm 2019 năm kỷ hợi, nó sẽ không có khác gì với cha cả mẹ cả về thiên can và địa chi. Địa chi thì nó khác cho mẹ thôi chứ không khác ba, nhưng mà thiên can thì không có gì, địa chi thì nhẹ hơn rất rất là nhiều. Cho nên là anh nghĩ rằng là hai đứa nên sinh vào một đứa sinh năm 2019 là ổn nhất, vì lúc đó nó cũng sẽ là mệnh mộc, nó không tương khung, không tương khắc với lại bản thân vợ chồng, và nó có những đứa thủy hỗ trợ cho cái việc đó thì sẽ tốt hơn cho vợ chồng em, vì vợ chồng em đang là những người khá khá thành công trong cuộc sống. Thì chúc và chồng em sớm có được nhà lầu, xe hơi như mong muốn của hai vợ chồng, nhất là của ông xã em, người mẫu thịnh, họ thích những cái việc như vậy, họ thích những cái cuộc sống nó tốt hơn, để mình nói như cũng như ở trên anh nói nha, hợp hay không hợp không quan trọng bằng cái việc vợ chồng mình cùng cố gắng. Mà cái việc cố gắng đó anh hay gọi là đức năng thắng số. Đức năng đó là gì? Là sự hòa hợp giữa gia đình, vợ chồng, con cái trong gia đình để cùng nhau bắt tay làm nên một cái gia đình hạnh phúc.
dồi dào về tiền bạc và thoải mái về trong cuộc sống. Nếu như em thấy hay, ông Bội Thanh thấy hay thì bấm like và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết. Biết đâu em có bạn bè cùng hai vợ chồng cùng tuổi này thì họ sẽ xem được. Và nếu như mọi người khác theo dõi thấy hay thì xin bấm like và chia sẻ, cũng như đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi để xem được nhiều cái video clip về tử vi phong thủy một cách chân thành nhất mà bản thân anh tìm hiểu được. Rất vui, hẹn gặp lại mọi người vào video khác. Bye bye.